Xin chào quý khách đã đến với công ty thiết bị kỹ thuật Enfer của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm máy nén khí ra đời 3HP nhân 2230 lít. Là một trong những sản phẩm chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng máy nén khí trong các ngành công nghiệp và sản xuất. Sau đây là thông số kỹ thuật của máy nén khí ra đời 3HP nhân 2230 lít. Mã sản phẩm 3HP nhân 2. Thương hiệu đến xuất xứ, ra đời đến Việt Nam. Do Enfer nhập khẩu và phân phối. Điện áp 220V, công suất 3HP nhân 2, dung tích bình chứa 230 lít, áp suất tối đa 12,53, lưu lượng 500 lít chia phút, có hai động cơ 3HP. Vừa rồi là những thông số sơ bộ của máy nén khí Zander 3HP nhân 2230 lít. Để biết thêm chi tiết, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua website hoặc số điện thoại trên màn hình. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Xin cảm ơn.